Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quyết còi đang là án điểm, mức trung thân sẽ làm cho Vượng Vin tái mặt. Đảng Cộng sản Việt Nam thường hay bao che cho đảng viên của họ. Họ thường đàn áp rất nhiều điều kiện giảm nhẹ để cứu phe mình nếu chẳng may có phải vào tù. Thế nên mới có những quan chức phạm tội tương đương với tội giết người hàng loạt như ký duyệt cho Việt Nam Pharma nhập thuốc ung thư giả. Nhưng Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế cuối cùng chỉ nhận mức án có 5 năm tù giam. Mức án được cho là quá thấp với quan chức này. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Khi Trịnh Văn Quyết bị bắt, nhiều chuyên gia sẽ phân tích mức án mà Quyết có thể nhận. Có nhiều người thì nói Quyết nhiều tiền, có thể mua án để được xử nhẹ. Tuy nhiên, nếu xử nhẹ Quyết là không có tính răn đe, vì ai cũng biết Trịnh Văn Quyết đang là đối tượng để Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh cáo những đại gia bất động sản đang muốn hốt tiền bỏ chạy ra nước ngoài. Mỗi một đại gia là một con bò mộng rất nhiều thịt, nên Đảng Cộng sản Việt Nam không thể nào có thể để cho nó nhảy ra khỏi chậu nước đang rộng mà bơi ra sông hồ rồi biến mất được. Theo như nhiều người có am hiểu đánh giá, ông Phạm Nhật Vượng đang bị Đảng Cộng sản Việt Nam giam lỏng và chặn hết các đường mang vốn ra nước ngoài hòng tẩu thoát. Vẫn nuôi Vượng Vin để cứu lấy nền kinh tế, nhưng nếu Vin hết vai trò với nền kinh tế thì số phận của nó cũng sẽ không khác gì FEC mà thôi. Cho đến hiện nay, vụ bắt ông Trịnh Văn Quyết đang chấn động mạnh nhất trong giới đại gia bất động sản. Cả xã hội dồn mắt với ông Trịnh Văn Quyết xem ông sẽ nhận mức hình phạt gì. Vì nó sẽ là hình phạt dành cho các đại gia khác nếu tới đây họ bị sở gáy. Vượng Vin là nhân vật cần theo dõi Trịnh Văn Quyết nhiều nhất, vì hiện nay Trịnh Văn Quyết có thấp thoáng hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng ở trong đó. Trong lịch sử chưa có quan chức nào dính đến vụ án kinh tế mà chịu mức án kịch khung cả, nhưng vụ án kinh tế thì đã có, đó là Tăng Minh Phụng. Đã thời gian rất lâu trôi qua, Việt Nam chưa có đại gia nào chịu mức án kịch khung đến như vậy, và hiện nay sức ảnh hưởng của Vingroup với nền kinh tế Việt Nam còn hơn cả Minh Phụng từ hơn 20 năm trước. Cho nên khó nói về số phận của Phạm Nhật Vượng. Những đại gia là anh hùng đó và cũng là tội đồ đó chỉ sau một thời gian rất ngắn. Số phận chuyển đổi cực nhanh tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết có thể bị mức án trung thân. Trả lời báo chí vào 26 tháng 8, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng phòng pháp luật chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, với tội danh mới bị khởi tố, ông Trịnh Văn Quyết có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất có mức án tới 20 năm tù hoặc tù trung thân. Với tội thao túng thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết và một số đồng phạm đã bị khởi tố, mức hình phạt không quá 7 năm tù. Tuy nhiên mới đây, ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt là phạt tù từ 12 cho đến 20 năm hoặc tù trung thân. Luật sư Cường phân tích như vậy. Và thấp nhất là 12 năm tù, nếu chi đậm và được chấp nhận các khoản chi đó thì ông Quyết sẽ có mức án thấp nhất. Tuy nhiên, không phải vụ án nào tòa án cũng chấp nhận ăn cả. Đặc biệt những vụ án thuộc loại án bỏ túi, tức là được chỉ đạo từ bên trên, thì ông Quyết sẽ bị kết án ở mức cao nhất trong khung hình phạt này. Vụ án của ông Trịnh Văn Quyết nếu muốn chạy thì phải chạy từ ông Tổng Bí Thư chạy xuống. Mà chạy ông Tổng thì rất khó, đó là vấn đề của người thân ông Trịnh Văn Quyết. Ông Quyết có nhiều tiền, tuy nhiên trong tình huống này e có đổ núi tiền thì cơ quan điều tra và cơ quan xét xử cũng không dám ăn để mà chạy án cho ông. Vậy nên sẽ rất là hồi hộp cho những đại gia nào như ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bị khui. Đó có thể là những người có mức tài sản rất lớn. Đây là hình ảnh ông tỷ phú số 1 Việt Nam Phạm Nhật Vượng hiện nay cũng đang lo. Những năm qua, tốc độ lớn mạnh của Vingroup không khác gì FEC, nên số phận ông Vượng sẽ là một nghi vấn. Quy mô của Vingroup lớn hơn FEC rất nhiều. Nếu Vin đổ bể, e số phận Vượng Vin cũng khó mà ít xấu hơn số phận của ông Trịnh Văn Quyết. Vì thế, nếu ông Quyết bị án trung thân thì người run nhất là ông tỷ phú số 1 Việt Nam hiện nay. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đồng hồ đếm ngược về ngày phán quyết, số phận ông Chủ tịch Phúc sẽ kết thúc ra sao? Còn khoảng hơn tháng nữa là đến ngày hội nghị Trung ương 6, có quan chức thì đang mong chờ ngày này với những hồi hộp và chờ đợi. Như bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đang chờ hội nghị Trung ương 6 kết thúc thì Quốc hội sẽ chuẩn thuận chức Bộ trưởng Bộ Y tế cho bà. Trong thời kỳ bão nổi lên khắp nơi, bão Việt Á, bão chuyến bay giải cứu, bão FEC, bão Tân Hoàng Minh thì những quan chức nào dính vào các đại án đó đều run trừ ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi ông Trọng đang làm chủ cuộc chơi. Hội nghị Trung ương 6 sẽ là ngày phán quyết số phận nhiều nhân vật cao cấp. Đấy là ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực. Và nhân vật được nhiều người chờ đợi số phận của ông sẽ kết thúc ra sao sau hội nghị Trung ương 6, đó chính là ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh số phận ông Chủ tịch nước sẽ ra sao tại hội nghị Trung ương 6 sắp tới. Vụ vợ ông Phúc dính đến Việt Á đã rõ, dù rằng hồ sơ điều tra đang được ông Tô Lâm dường như cho đóng băng, nhưng điều đó không có nghĩa là người làm chủ cuộc chơi ông Nguyễn Phú Trọng không quan tâm. Vấn đề là bà Nguyệt Thu, vợ ông Phúc dính đến Việt Á là rất lớn, nhưng đã dính vào tứ trụ thì Đảng Cộng sản Việt Nam thường có truyền thống đóng cửa bảo nhau mà không tố bung rồi truy tố tứ trụ này. Sự kiện ông Trọng cho nhốt từ một ủy viên Bộ Chính trị trước đây được cho là chuyện động trời chưa từng có, cho nên sẽ không có án tù hay hình thức kỷ luật cách chức ồn ào như các ủy viên Trung ương Đảng. Hiện nay chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc để vợ nhúng vào quá nhiều chuyện là một ẩn số lớn. Bề ngoài thì xem như ông Phúc ém được, tuy nhiên biết động bên trong thế nào thì nhiều người còn đang đặt câu hỏi. Có người cho rằng vụ Việt Á và vụ dự án thoát nước 10.000 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh là những cơn sóng ngầm. Đôi khi nó quật ngã những trụ lớn nhất không chừng. Nhiều tháng qua, ông Nguyễn Xuân Phúc thường có những hoạt động nhiệt tình trên cương vị Chủ tịch nước. Ông Phúc tạo hình ảnh mạnh như thế đặt ra cho giới quan sát hai câu hỏi. Có phải ông Phúc đã hoạt động để người dân quên đi những vấn đề rắc rối do vợ ông mang lại hay không? Vì nó cho cùng những phi vụ làm ăn có bà Trần Thị Nguyệt Thu, bởi cho đến nay những tin tức kiểu này không được báo chí nhà nước đưa lên nên được xem là tin đồn. Những người cả tin thì tin báo Đảng và xem hình ảnh của Nguyễn Xuân Phúc được quảng cáo bởi các báo của nhà nước. Chỉ có những người thạo tin mới lục tìm trong những tin được gọi là tin đồn là những tin nào thuộc loại khả tín, và có khi nó khả tín còn hơn cả tin báo nhà nước. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu được xem là trung tâm rắc rối của ông Chủ tịch Phúc. Vì Đảng thường đóng cửa bảo nhau nên hiện tại đang có hai luồng ý kiến. Hoặc là ông Chủ tịch Phúc sẽ cáo lão về quê theo dạng có bệnh nan y. Hoặc là ông tại vị và có ý kiến cho rằng biết đâu ông Phúc bất ngờ lên làm Tổng Bí Thư thì sao? Ý kiến ông Phúc lên làm Tổng Bí Thư cũng được nhiều người cho rằng đấy là lạc quan tếu, vì khả năng này rất thấp. Người ta cũng kiêng về khả năng ông Chủ tịch Phúc tại vị sau hội nghị Trung ương 6 sắp tới là cao nhất, bởi cho tới nay ông Tô Lâm vẫn đang cho đóng băng hồ sơ điều tra đối với bà Nguyệt Thu. Tuy vậy, nếu ông tại vị thì cũng chỉ qua hội nghị Trung ương 6, còn những hội nghị Trung ương sau đó thì chưa biết thế nào. Đây là hình ảnh không biết ông Tổng tính thế nào với ông Chủ tịch. Dù ông Phúc có thế nào đi chăng nữa thì vết đen do vợ ông gây ra cũng bám theo ông. Trong tình thế mà Trung ương đang đấu nhau dữ dội không khoan nhượng thì những vết đen lớn ấy dễ trở thành huyệt đi hiểm hại cho sự nghiệp chính trị của ông Chủ tịch. Với vết đen vụ Trịnh Văn Quyết, có người thì hy vọng ông Chủ tịch Phúc tận dụng và tấn công ông Tổng để buộc ông Tổng phải chùn tay trước ông Chủ tịch. Vì thế mới có người lạc quan tếu là vậy.